soi dạng vũ khí tạo nên sức mạnh của Hải quân Việt Nam. Hải quân Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 7 tháng 5 năm 1955 với hai đơn vị tiền thân là Trường Huấn luyện Bờ biển và Xưởng 46 với 141 cán bộ chiến sĩ. Lực lượng ban đầu chỉ có hai thủy đội Sông Lô và Bạch Đằng. Trải qua 63 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Hải quân Việt Nam đã lập nên truyền thống vẻ vang, chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng. Quân chủng hai lần vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Tư lệnh Hải quân chỉ đạo diễn tập trên biển. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa của Tổ quốc, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân luôn nắm chắc tình hình, sáng tạo, nhạy bén, kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có các quyết sách đúng đắn trong đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, xử trí có hiệu quả các tình huống, bảo vệ và hỗ trợ các hoạt động kinh tế biển, làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, giữ được môi trường hòa bình trên biển, thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân trong bão lũ thiên tai, tàu hộ vệ tên lửa và không quân hải quân luyện tập hiệp đồng trên biển. Từ năm 2010, Hải quân Nhân dân Việt Nam được đầu tư để tiến thẳng lên hiện đại. Đến nay đã có đủ 5 thành phần lực lượng là tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân, pháo binh tên lửa bờ, hải quân đánh bộ, đặc công hải quân và lực lượng phòng thủ đảo, cán bộ thủy thủ tàu ngầm 187 tại lễ thượng cờ. Cán bộ chiến sĩ hải quân có nhiều nỗ lực sáng tạo để khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, sớm đưa vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại vào khai thác, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng cơ động, cố lắp tên lửa phục vụ huấn luyện sẵn sàng cơ động ở lữ đoàn tàu ngầm 189. Tàu ngầm 182 Hà Nội ra khơi làm nhiệm vụ. Lữ đoàn 162 vùng 4 hải quân chuẩn bị tên lửa cho nhiệm vụ huấn luyện của mình. Tên lửa bờ có tên là Extra của Hải quân Việt Nam đang thực hành để từ đó có thể bắn đạn thật. Lữ đoàn 679 thực hành bắn tên lửa trong diễn tập. Hải quân Nhân dân Việt Nam huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng. Thủy phi cơ DHC-6 huấn luyện tại Trường Sa. Quân dân Trường Sa đón thủy phi cơ DHC-6 thăm Trường Sa. Mỹ không còn dẫn đầu, xuống Trường Nga phá vỡ kỷ lục về tầm bắn. Người sáng lập hãng sản xuất, nhà thiết kế Vladislav Lobaev đã nói như vậy khi trả lời phỏng vấn Sputnik. Các nhà chế tạo vũ khí Nga đã phá kỷ lục thế giới về tầm xa của loạt súng trường bắn tỉa để đạt được điều đó, đã sử dụng súng trường tầm bắn siêu xa SVLK-14C có tên là Hoàng Hôn do công ty Nga Lobaev Arms chế tạo. Để phá vỡ kỷ lục trước đó thuộc về người Mỹ, khẩu súng Nga đã được sửa đổi, bên cạnh đó cũng đã thay đổi cả loại đạn dành cho nó. Người sáng lập Lobaev Arms, nhà thiết kế Vladislav Lobaev nói với Sputnik rằng điều đó đã cho phép viên đạn nặng 30 gram đạt vận tốc ban đầu 1.000 m trên giây. Kết quả là đã phá vỡ kỷ lục trước đó thuộc về người Mỹ. Tầm bắn của súng Mỹ là 4.157 m, tầm bắn của súng chúng tôi chế tạo là 4.170 m. Theo ông, nỗ lực để thiết kế và lập lên kỷ lục mới về tầm bắn cho súng trường không dừng lại ở đó. Ông Vladislav Lobaev nói, trong những ngày tới, chúng tôi dự định cải thiện thành tích của mình và cố gắng đạt mức 4.200 m. Súng trường Nga SVLK-14S Hoàng Hôn được thiết kế cho tầm bắn siêu xa. Mẫu súng đã lập kỷ lục, hiện vẫn là độc bản, nhưng công ty sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt trong tương lai gần. Súng Việt Nam được trang bị đạn chuẩn NATO tự sản xuất. Những loại đạn này là sản phẩm của nhà máy Z113 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng để sản xuất thành công đạn 7,62x51mm M80. Nhà máy Z113 đã gặp rất nhiều khó khăn do loại đạn này chưa được sản xuất ở nước ta. Bản thân dây chuyền chế tạo trong nước mới chỉ dùng để sản xuất đạn K56, K51, K53, trong khi yêu cầu đặt ra là phải chế tạo đạn mới trên dây chuyền hiện tại. Giải pháp chính là thay đổi vật liệu dựa trên cơ sở các thiết bị có sẵn, cải tạo các hệ thống trang bị công nghệ, hệ thống cung cấp phôi, đồ gá để tiến hành sản xuất mà không phá vỡ kết cấu của thiết bị. Đạn 7,65x51mm M80 do nhà máy Z113 sản xuất đã đáp ứng đầy đủ tính năng kỹ chiến thuật, chất lượng cấp 1 tương đương với đạn nhập ngoại. Sản phẩm tạo ra hiệu quả và ý nghĩa lớn trong việc chủ động về thiết kế và công nghệ để đưa vào trang bị trong quân đội, góp phần đắc lực cho hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đạn 7,62x51mm M80 khi đưa vào sử dụng sẽ được trang bị cho súng trường M14 và súng máy M60 chúng ta thu được sau giải phóng miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 75. Ngoài ra đạn còn được trang bị cho súng MAG-58 nhập khẩu sau này. Được biết, đạn liên M60 là loại súng máy đa năng sử dụng cơ chế trích khí, đạn nạp vào bằng dây, làm mát bằng không khí, với một chế độ bắn duy nhất là liên thanh. M60 có thể được khai hỏa từ máy bay, từ hỏa điểm hay kẹp nách để bắn.
súng sử dụng loại đạn cỡ 7,62mm. M60 được đưa vào từ năm 1957, nó là loại rất phổ biến, hiện vẫn còn trong trang bị của các nhánh trong quân đội Mỹ và quân đội một số nước khác. Cũng như các loại súng máy khác, M60 sử dụng cơ chế trích khí, sử dụng đạn nạp vào bằng dây, làm mát bằng không khí với một chế độ bắn duy nhất là liên thanh, nòng súng có thể dễ dàng thay đổi. Đại liên M60 được thiết kế cho bộ binh với tốc độ bắn 600 viên đạn một phút. Súng được đặt lên nhiều loại giá khác nhau để sử dụng trên thiết vận xa và trực thăng. Tuy nhiên, nó có độ chính xác cao khi đặt trên giá ba chân. Ngoài đại liên M60, đạn 7,62x51mm M80 còn được Việt Nam trang bị cho súng trường M14 chúng ta thu được sau giải phóng miền Nam. Súng trường M14 là một khẩu súng tự động do Mỹ sản xuất. Đó từng là súng trường tiêu chuẩn của Mỹ từ năm 1959 đến 1970. M14 được sử dụng cho lục quân, thủy quân lục chiến Mỹ. Ngoài ra, súng còn được dùng cho huấn luyện và là súng trường bộ binh tiêu chuẩn cho các nhân viên quân sự của Mỹ trong lãnh thổ Hoa Kỳ, châu Âu, Nam Triều Tiên, cho đến khi nó được thay thế bằng súng trường M16 vào năm 1970. Hiện nay, M14 vẫn còn trong phục vụ hạn chế trong tất cả các nhánh của quân đội Mỹ. Súng trường M14 cũng được sử dụng như một vũ khí trong các nghi lễ, các đội danh dự, diễn tập quân sự và đều là như thế. Đặc biệt, M14 là nền tảng để Mỹ phát triển súng bắn tỉa M21 và M25. Việt Nam sản xuất UAV theo nguyên mẫu Israel. Báo Phòng không Không quân cho biết, thực hiện chỉ tiêu được giao năm 2016, nhà máy A40 đã triển khai sửa chữa được 4 đài radar, 9 trên 11 xe đài, 32 trên 38 trang bị bảo đảm bay, 27 trang bị thông tin chỉ huy, sửa chữa nâng cao và lắp ráp 5 xe CHB-16CD cho quân chủng sản xuất và nghiệm thu bàn giao 26 chiếc mục tiêu bay M96D, triển khai sản xuất máy DHA-8. Bên cạnh đó, nhà máy cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất như 15 lượt cơ động đột xuất sửa chữa kỹ thuật các đài, trang bị đảm bảo bay, 21 lượt xử lý sự cố thông tin chỉ huy. Những kết quả đó đã góp phần bảo đảm tốt trang bị kỹ thuật cho các hoạt động bay của các đơn vị không quân, quân chủng phòng không không quân và quân đội. Theo những thông tin được công khai, mục tiêu bay M96D được nhà máy A40 sản xuất nhằm phục vụ chủ yếu cho diễn tập bắn đạn thật cho lực lượng pháo binh, tên lửa phòng không. Mục tiêu bay là phương tiện bay không người lái, điều khiển từ xa hoặc bay tự động, dùng trong các hoạt động huấn luyện bắn đạn thật của lực lượng tên lửa và pháo phòng không. Phương tiện này giúp cho các đơn vị pháo tên lửa huấn luyện chiến đấu sát với thực tế hơn. Những chiếc M96 bay ngày và M96D bay đêm đầu tiên được Việt Nam chế tạo hoàn thiện vào năm 1999. Hai mẫu máy bay không người lái này được thiết kế trên cơ sở tham khảo tổ hợp thiết bị bay DF-16 của Israel được quân chủng mua. Sau thời gian thử nghiệm, M96 và M96D được quân chủng cho phép sản xuất hàng loạt phục vụ huấn luyện bắn đạn thật của các đơn vị pháo tên lửa. Những mục tiêu bay này có sự hỗ trợ của kính ngắm quang học TZK, điều khiển bằng tay và bay bằng trong tầm quan sát mắt thường. Đến nay, quân chủng phòng không không quân đã tự sản xuất được hàng nghìn chiếc M96-96D phục vụ bộ đội pháo phòng không huấn luyện bắn đạn thật. Trong cuộc huấn luyện bắn đạn thật của trận địa pháo phòng không vừa qua của Trung đoàn 228, Sư đoàn 365, các UAV M96 cũng đã được sử dụng. Ngay khi khẩu lệnh của đại đội trưởng, trung đội trưởng, khẩu đội trưởng lần lượt vang lên dõng dạc, dứt khoát trên bom pháo, các pháo thủ hiệp đồng chặt chẽ với nhau trong sục sảo bắt bám mục tiêu, chờ lệnh kiên quyết tiêu diệt mục tiêu. Bức ảnh rò rỉ hé lộ vũ khí nguy hiểm mới trên tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, gần đây trên các trang mạng Trung Quốc xuất hiện ảnh J-10C mang theo tên lửa mới. Qua quan sát có thể thấy loại tên lửa này sử dụng thiết kế không cánh, có sự khác biệt lớn so với tên lửa trang bị trên J-10C trước đó. Theo một số suy đoán, đây có thể là tên lửa chống bức xạ tầm xa thế hệ mới của không quân Trung Quốc, tương tự như tên lửa chống bức xạ AARGM-ER mà Mỹ mới công bố, dùng để đối kháng hoặc áp chế tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa thế hệ mới như SM-6. Tên lửa chống bức xạ chủ lực hiện nay của không quân Trung Quốc là IJ-91, được phát triển dựa trên công nghệ KH-31P của Nga. Đặc điểm lớn nhất của IJ-91 KH-31P là sử dụng động cơ luồng tĩnh, do không cần chất chống oxy hóa nên trong điều kiện cùng khối lượng, kích thước, tầm bắn của nó xa hơn so với tên lửa động cơ rắn. Tuy nhiên, động cơ luồng tĩnh cần phải có cửa hút khí, việc này đòi hỏi phải tăng cường thể tích và kích thước tên lửa. Vì vậy, tên lửa trên chiến đấu cơ thế hệ 4 chủ yếu sử dụng giá treo ở dưới cánh máy bay. Đối với tiêm kích tàng hình thế hệ 5,
Do tên lửa được đặt trong khoang chứa đạn ở bụng máy bay nên sẽ kích thước của tên lửa không thể lớn như vậy. Kích thước của tên lửa chống bức xạ EJ-91 khiến việc đặt nó vào khoang đạn của J-20 tương đối khó khăn, nên không quân Trung Quốc cần tới một loại tên lửa chống bức xạ thế hệ mới. Mặt khác, EJ-91 sử dụng hệ thống radar thụ động, trong khi hiện nay đã có nhiều loại phương thức đối kháng radar thụ động ra đời. Do đó, yêu cầu đặt ra với Trung Quốc là cần phải có tên lửa chống bức xạ thế hệ mới, sử dụng hệ thống dẫn đường hiện đại hơn như AARGM-ER. Mẫu tên lửa của Mỹ có thể tiến hành tìm kiếm chủ động đối với mục tiêu, có thể nhận biết được radar thật hay là mồi bẫy, nâng cao khả năng tấn công của tên lửa. Thiết kế khí động học không cánh của tên lửa mới mà J-10C mang theo có ưu điểm nhất định. Đó là lực cản nhỏ, tốc độ bay nhanh, tính năng cơ động tốt, kết cấu tên lửa đơn giản, kích thước và khối lượng tương đối nhỏ. Đối với tên lửa chống bức xạ, tốc độ và tầm bắn đều là tiêu chí rất quan trọng. Tốc độ nhanh sẽ giúp giảm thời gian phản ứng của đối phương, nâng cao khả năng đánh chặn của tên lửa. Trong khi đó, nếu tầm bắn của tên lửa phòng không hiện đại ngày càng xa, thì tầm bắn của tên lửa chống bức xạ cũng cần phải tăng cường để nâng cao khả năng sinh tồn của máy bay trên chiến trường. Tuy nhiên, độ khó của thiết kế không cánh tương đối lớn, yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát bay càng cao. Phía trên thân tên lửa mới của Trung Quốc dường như không thấy cửa hút khí, do đó có thể suy đoán nó phải sử dụng động cơ rắn giống như AARGM-ER. Để nâng cao tầm bắn của tên lửa, có thể sử dụng động cơ xung kép rắn. Nó thông qua nhiều lần điểm hỏa động cơ để cải thiện việc phân bổ năng lượng bay của tên lửa, tăng tầm bay, kết hợp cách bố trí không cánh, làm giảm kích thước tên lửa, rất phù hợp với việc gắn trên khoang chứa đạn của tiêm kích thế hệ 5 như J-20. Đối với tên lửa, hệ thống dẫn đường cũng quan trọng không kém. Mặt khác, do khả năng đối phó đối với tên lửa chống bức xạ của hệ thống phòng không hiện đại ngày càng mạnh, nên hệ thống dẫn đường của tên lửa chống bức xạ cũng được nâng cao. Hiện nay, các cơ quan liên quan của Trung Quốc cũng có được sự tiến bộ lớn trong lĩnh vực dẫn đường phức hợp. Có thông tin cho rằng, tên lửa không đối không tầm xa của Trung Quốc sử dụng hệ thống dẫn đường phức hợp hình ảnh hồng ngoại và dẫn đường radar chủ động. Song dường như không thấy rõ đầu dẫn hình ảnh hồng ngoại trong ảnh rõ rỉ của tên lửa này. Vì vậy, có thể suy đoán, hệ thống dẫn đường của nó giống với AARGM-ER đều là hệ thống dẫn đường phức hợp radar sóng mm thụ động và radar bị động. Trước đó, tại triển lãm Chu Hải 2016, đơn vị liên quan của Trung Quốc đã chỉ ra hệ thống dẫn đường phức hợp như AARGM-ER là phương hướng phát triển. Cho đến thời điểm này, tạm thời có thể suy đoán loại tên lửa mới của Trung Quốc là tên lửa chống bức xạ thế hệ mới. Nó có thể được đặt trong khoang chứa đạn của chiến đấu cơ tàng hình như J-20, đồng thời cũng có thể nâng cao khả năng của tên lửa trên chiến đấu cơ thế hệ 4 nhờ tầm bắn xa, uy lực mạnh, khả năng chống nhiễu, khả năng áp chế, đánh chặn tên lửa phòng không thế hệ mới như SM-6, thích hợp với yêu cầu của chiến trường hiện đại. Loại tên lửa mới sau khi trang bị cho quân đội sẽ giúp khả năng áp chế phòng không của không quân Trung Quốc tăng cường đáng kể. Thị trường vũ khí Việt Nam trong mắt Nga. Quý vị và các bạn thân mến, phát biểu tại Diễn đàn Quân đội 2017, ông Alexander Mikhev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosoboronexport khẳng định coi Việt Nam và Đông Nam Á là khách hàng tiềm năng của Nga. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, vẫn là một thị trường hấp dẫn đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Trả lời câu hỏi của phóng viên Sputnik, ông Alexander Mikhev nói: "Các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Đông Nam Á đang tăng trưởng với nhịp độ khá cao. Đây là các nền kinh tế tầm cỡ thế giới. Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Indonesia, Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà khoảng 40% danh mục đơn đặt hàng của Rosoboronexport đến từ các quốc gia này. Dù có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường ở khu vực này, chúng tôi cố gắng không bỏ lỡ cơ hội." Trong khu vực có nhu cầu cao về máy bay chiến đấu và trực thăng của Nga, về các hệ thống tên lửa phòng không, ví dụ Panzer, S-400, Buk, đồng thời các nước này muốn tạo ra cái gọi là hệ thống an ninh cơ sở hạ tầng. Trong mấy năm qua, Rosoboronexport đã nhận được một gói đề nghị nghiêm túc về nội dung này và ngành công nghiệp Nga sẵn sàng cung cấp các hệ thống tiên tiến nhất. Vì thế, chúng tôi không có ý định bỏ lỡ cơ hội trên thị trường Đông Nam Á, vì Tổng Giám đốc của Rosoboronexport cho biết. Theo Sputnik, Nga đã chính thức khai mạc Diễn đàn Quân sự Kỹ thuật Quốc tế lần thứ 3 Quân đội 2017 hôm 22 tháng 8 tại Trung tâm Triển lãm Patriot ở ngoại ô Moscow. Một trong những mục tiêu của diễn đàn là mở rộng sự hợp tác quân sự kỹ thuật của Nga với nước ngoài.
diễn đàn còn tìm kiếm những đối tác mới, giới thiệu với họ thực trạng hiện nay và các dự án tương lai của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Không phải ngẫu nhiên mà nhà tài trợ chính của diễn đàn quân đội 2017 là tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport. Cùng với việc coi Việt Nam là khách hàng tiềm năng, phó giám đốc Rosoboronexport Igor Sevestyanov cũng vừa đưa ra dự đoán trong trung hạn, Việt Nam có thể mua tới 200 chiếc tăng T-90MS của Nga. Ông Igor Sevestyanov cho biết Nga đã tham gia cuộc đấu thầu quốc tế cung cấp các trang thiết bị bọc thép cho Việt Nam và đã đạt được thỏa thuận cung cấp xe tăng T-90S SK. Ngoài ra, binh chủng tăng thiết giáp Việt Nam trong trung hạn có thể mua khoảng 200 xe tăng T-90MS. Theo Warfighters.ru, trước khi tìm đến T-90MS, Việt Nam đã từng cân nhắc nhiều dòng MPT khác nhau, trong đó có cả T-84 Offload, nhưng do nhận thấy sự vượt trội về mặt kỹ thuật mà chúng ta đã dành cho T-90MS của Nga. So với các chủng loại MPT khác đang có mặt trong khu vực ASEAN, T-90MS vẫn được đánh giá cao hơn do đã trải qua quá trình hiện đại hóa sâu, các tính năng kỹ chiến thuật gia tăng gấp nhiều lần. Ngay trước khi xuất hiện những thông tin này, trang Chính trị Viễn Đông nước Nga cũng đăng tải thông tin cho biết Việt Nam đã nhận được một số xe đầu kéo KZKT-7428 Rusik chuyên dùng để chở xe tăng T-90MS do Nga sản xuất. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.